cảm ơn gửi lời chào tất cả anh chị em đang xem live stream. Vừa xong có một sự cố rất là đặc biệt anh chị em. Lần đầu tiên trong đời có một sự cố của hai cô cháu. Cương quyết. Vâng, tiếp theo. Cảm ơn anh em ạ. Vâng ạ. Con xin phép được lên cho các bạn em 82 này trước đi ạ. Rồi S3 xi măng cho các bác này, 125, 150 nhà con đều có nha. Đây bên dưới này nữa đây ạ. Bên kia những dòng WA, WRSX, LIT màu đỏ, đồ rất là đẹp. Rồi Exciter, phải cả Vision xám xi măng. Chút nữa nhà cháu sẽ lên chi tiết cho các bác nha. Các bác có bất kỳ câu hỏi nào, muốn lên bất kỳ dòng xe nào, có thể để lại comment tên xe, đời xe và giá thành xe giúp con với ạ. Rồi em sẽ lên cho em chiếc xe siêu siêu phẩm mới về tại cửa hàng. Con này mới về đúng không? Mới về xuất sắc thế này đúng không? Nhưng sao con xe này nó lại không biết thế này anh em ạ? Để em kiểm tra giá con này thì em nghĩ là chắc chắn là phải rất là cao tiền đây. Rồi 270 anh em nhé, đời 1-2 nghìn. Đời mai hơn lo cho em. Rồi anh em ạ, coi anh em cho biết đây. Giờ này dòng xe này đó anh em này, thực sự là yêu những cái dòng xe 82 và thực sự có tiền, có kinh tế, có điều kiện để dòng dòng này chơi về để gọi là chơi xe để ngắm. Giá thành anh em nó xác định luôn là hơn 100 triệu rồi nhá. Đấy anh em nào thực sự yêu quý một chiếc xe đời 2000 bản máy ô tô anh em nhìn hộ em cái của em bởi vì nó đẹp quá thể anh em ạ, nó đẹp quá thể luôn anh em. Mai ơi tâm nan anh em nhé. Xin hết mà xin hết nó bẩn thôi ạ. Em ơi đẩy con này dịch ra để cho anh em nó quay. Rồi anh em càn nhá mọi người nhá. Đấy. Đời một đời 2000 bản máy ô to. Đẹp luôn nha các bác. Anh em nhìn cái nắp xi nhan, cái nắp hậu, cái tem, cái biển số của nhà sản xuất từ 2000 đến bây giờ còn nguyên zin anh em nhé. Còn nguyên hết đây này. Vâng ạ, biển số 29L5 4592 giúp con nha. Ừ. Đây em nhìn đây. Ui, nó là thật. Đỉnh cái đỉnh hôm nay em mới nhìn thấy nhở. Em về từ hôm qua mà hôm nay em mới nhìn thấy. Hơi 70 nha anh em nhá. Có là hàng này gọi là chắc là em nghĩ là không còn nhiều trong thị trường đâu anh em. Chắc là nhà hoàng kia chỉ có một con duy nhất. Em mới quay lại cho chị ông. Nguyên duy nhất anh em nhá, chưa một thật lần tháo này. Bây giờ có thể thì mô rốt đi. Gập chân cũng còn zin cái càng anh em mình càng C70 xe 50 cái ô xe 70 cc anh em nhé. Tôi ra máy này mua đây là thực tế nhất này, quay luôn chị cái yếm cái bồ luôn. Em này là đời 2000 giúp con nha các bác ơi. 82 hơn 70 đời 2000. Nó là gọi là hàng này gọi là hàng độc, hàng tuyển chọn rồi anh em ạ. Bao nhiêu tiền đâu anh em qua chưa anh em. Vâng ạ. Đâu, bé đỏ là cái nào cô nhỉ? Ok, nghe chờ em xíu mọi người nhá, để em đổi mic cái anh em nghe có rõ không ạ? Không rõ đúng không? Vâng. Có rõ không em đâu? Vâng. Em đổi mic thôi ạ.
biển số là 29L54592 giúp con. Đâu rồi? Đây. Không phải cái non, không phải cái non. Đây, hai cái đang giống nhau này. Ồ. Rồi ạ, rồi cảm ơn cô. Hơn trăm, rồi ok. Quay được rồi. Em đang che. Quên đấy, không muốn tay. Rồi, nó là hàng siêu xuất sắc nhà em anh em nhá. Một chiếc Cúp 82 hơi 70 cho em. Đời Mai Ô To này. Đấy, anh em nào mà đang biết được những cái đời Mai Ô To đời này thì nó là hàng siêu xuất sắc. Em nhìn cái tờ mép ở trên tay cầm. Quay luôn cái cục tờ mép tay cầm này. Còn rất là nhiều các bác hỏi giá con này bao nhiêu, cô rồi, có thể báo được luôn không ạ? Để em báo luôn giá cho anh em luôn nhá. Hơi nghiêng răng đấy mọi người. Em nói thật là 82 vâng. 70 giúp con nha. Em này đời 2000 này. Đó, cái này là cái yên này chỉ hơi bẩn thôi. Còn lại rồi, các bác có thể nhìn thấy nó đều 100, rất là đẹp, đều zin hết cho các bác nha. Hiện tại giờ đang giá đề xuất bên em hiện tại là đang báo là bán ra là 128.600.000. Thế nhưng mà thôi em cố gắng làm sao mà cân đối và bớt cho anh em thịnh được 1 triệu, 127.500.000. Đấy, nó là hàng gọi là siêu tuyển chọn nhà em rồi. Thật sự con xe này có lẽ là để vào cái độ tả của em thì nói thật ra là nó không đủ trình độ để mà tả được cái sự đựng xuất sắc của nó như thế nào. Nói thật đây anh em nhìn này, cái ốc đẹp không, nhìn cái ốc, cái nắp bình xăng vẫn sơn zin thớt này, em nhìn thớt tất cả gầm lườn còn nguyên zin anh em nhé. Em quay luôn cái gầm lườn cho chị này. Đấy, thực ra đây là nó là thực tế, anh em có thể xem thực tế đây, tất cả mọi thứ nó là thực tế anh em ạ. 127 triệu thôi anh em nhé, bán cho anh em 127 triệu một chiếc xe 82 nghiêng răng đối anh em ạ. Nghe nó hơi chua chát một tí nhưng mà thôi, 82 hơn 70 hơn năm 2000 này, biển số 29L54592. Nói chung là các bác nào mà muốn xem lại hình ảnh con này có thể inbox trực tiếp số hotline giúp cháu nha. Vâng, anh Tuấn bảo Khánh inbox cho mình xe này nhé. Vâng, hàng dạ, vâng chuột đúng rồi anh ạ. Thực ra là cái hàng này thì nói thật ra là chia sẻ với anh em nào thực sự cần và anh em nào có tiền có của, nhiều tiền nhiều của, mua để gọi là thứ nhất là mua để kỷ niệm, mua để trưng bày đấy, mua để ngắm. Anh em nào gọi là những cái thời đam mê một thời đấy không mua được, nên Kiên anh nói là một thời gian khó mình không mua được, bây giờ là anh em có tiền có của nhiều khi không tìm mua được những hàng xuất sắc như thế này đấy. Thế anh em cố gắng cân đối mọi người nhé. Xe thì nó là siêu mới rồi, đồ đạc thì xe vừa mới về thì về ngày hôm qua nhưng mà sáng nay không lên đúng không, ngày sáng về từ tối hôm qua nhưng mà sáng nay không lên. Yên này em quay chị cái yên này, cái yên này là bẩn anh em nhé. Đây này anh em nhìn có bẩn không ạ? Đây là bẩn, cũng gọi là ấy một tí rồi nhưng mà thôi nó bẩn thì bên em có thể hỗ trợ đánh rửa sạch sẽ cho anh em. Yên vẫn còn đấy, đây anh em yên vẫn còn luôn. Yên dã man con xe này, kinh khủng khiếp. 127 triệu. Con xe này nó là hàng gọi là thuốc chuột thật sự luôn. Lâu lắm rồi có bác bảo là cũng không, đắt hơn SH khỏe em ạ. Đúng rồi anh em ạ, đắt hơn SH chắc chắn là đắt hơn SH. SH bây giờ anh em 60, 40, 50 anh em mua SH rồi. Nhưng con xe này bây giờ nếu anh em bỏ ra 120 triệu để anh em mua tìm mua để một chiếc xe 82 như đẹp thế này trên thị trường không có. Thật sự nhà Hoàng Kiên em nghĩ là chắc chỉ còn duy nhất một con này thôi. Thế thôi anh dạ em vâng. Nào quan tâm mọi người nhá. Mở quá. Đây. Rồi, có bác không? Hỏi là em nhà ơi, mình còn quay a màu giấy xanh. Chị lau nó bị cam vừa xong bị cái tiền nó đè lên. Sao chàng cháu có rất là nhiều quay alpha nha các bác ơi. Các bác có thể inbox trực tiếp số nhà cháu để trên bio đấy ạ. Bây giờ chú có thể quay cho con một vòng em này đi được không ạ? Rồi, một chiếc xe Alpha. Chào các bác đi ăn đi làm này. Màu xanh nha, một thời màu này đã rất là hot đấy ạ. Em này đến từ 88 Vĩnh Phúc giúp con, 88D1-33815 đấy ạ. Vâng, xe thì đời em kiểm tra xem nào bao nhiêu. 20 con này hôm vừa rồi, con này đời 2007-08 và một bộ nhựa anh em nhá. Thế à, ok đúng rồi, sóng gió đúng không,
Cảm ơn sóng gió rất là nhiều nhá. Chị nhìn thấy rồi, thiệp thiệp vừa báo chị rồi. Thiệp vừa báo là chị em hỏi hỏi chị. Em nay mang xe qua bán đúng không sóng gió? Ừ, chị hôm nay lại ở bên quán cà phê nhưng mà chị sang hơi muộn một xíu. Hơi tiếc không gặp em, chị bảo rồi thế mà không sang bên chị Dung mời cà phê. Một chiếc Wenpa anh em nhá, đời 2007-08. Xe đã giật ngon lành cành đào. Đấy, giật ngon lành cành đào rồi anh em nhá. Một chiếc vâng, đẹp đẽ sạch sẽ rồi, các bác chỉ việc đi về và mua tăng tiếp anh em. Xe máy chất. Về chất lượng là các bác yên tâm. Nhà con đã kiểm tra chất lượng sẵn sàng hết cho các bác rồi. Các bác chỉ việc mua về và đi thôi. Rồi, đây là thiệp. Báo giá em này được không cô? Ừ. Biển số em nó là 88B1 này, 338-15 đấy ạ. Rồi, đây anh em nhìn này, thiệp vừa báo là con này em mua 10 triệu 500 em bán là 12 triệu này. Đấy. Quay biển 88. Đấy. Sạch sẽ hoa lành cành đào cho em rồi nhá, mua 10 triệu 500. Coi như thế là cộng có 1,5 triệu rồi anh em. Đúng không? Cộng hộ cô dọc mày học giỏi đâu, cộng hộ cô gái. 12 triệu trừ đi triệu 10 triệu 500 là bao tiền con? Ờ, nhà mình lên được có mỗi 1,5 triệu rồi cô ạ. Vâng, xe quay anh em nhá, đi ăn đi làm. Rất là mỏng rồi đấy nha các bác. Đi ăn đi làm Grab xe ôm cho em nó ok. Vâng, rồi. Các bác TT, bác muốn xem gym Việt không là bác? Không biết là bác muốn xem tầm bao nhiêu tiền nhỉ? Để cháu Dung có thể tư vấn nha. Cô vừa bảo em này, 12 triệu cho các bác em quay này nha. 12 triệu. Đối 2,29 ạ. Đức ơi, cháu có rất là nhiều gian lô. Chị con hai size to của sóng gió đây hộ chị cái. Đây hiện tại là em sóng gió em vừa bán cho chị một con xe. Không, cho chị con kia lên vì là sóng gió đang ở trên này để chị gió. Rồi, sóng gió chờ chị tí. Ok, số Sam có hỏi là xe cúp màu trắng 13 củ còn không ạ? 13 củ vừa. Con đấy 13 triệu á, con Tống Eli ban sáng nay em like đúng không anh? Không biết là còn không, anh em liên hệ trực tiếp với số online. Online cho chị hỏi con gì nhở, con Tống Ali ban sáng 13 triệu đã cọc chưa các em ơi? Đây, sóng gió đây. Đây nhá, hiện tại là mình vừa mua anh em, hôm nay là chị Dung không có trong trên cửa hàng. Thiệp có báo lại là sóng gió vừa bán cho chị Dung một chiếc xe Xside 135. Đấy. Ôi da xanh bao nhiêu? Ôi da xanh là 12 triệu em ạ. Là 12 triệu cho các bác nha. 500 cộng có 1,5 triệu không? Đấy, hiện tại là bạn sóng gió đang trên này comment luôn cho chị Dung bán bao tiền hộ chị cái cho dễ. Tại vì tất cả những khách hàng bên mình đều là những khách hàng thật và bán xe nó là thật. Giá anh em cứ đọc comment luôn, em cộng luôn giá trên like luôn cho anh em luôn mọi người nhá. Không phải giấu giếm gì cả, thực ra đi buôn nó phải có lời. Đúng không ạ? Lời nhiều hay lời ít tùy từng gia đình, tùy từng cửa hàng một, nhưng đây bọn em là thực tế nhất rồi. Chín là giận. Rồi. Mày giận hộ chị cái. Lại để chán lắm mình. Khổ. Xe của chú sóng gió nha. Bây giờ con xin phép lên Exciter 135 giúp con này bản màu trắng xanh. Rất là nhiều, thật sự rất là nhiều đây, các bạn sóng gió đây. Màu này đấy ạ. Em bán vẫn tiếc vì sau mua không được như con này zin toàn bộ. Đấy anh em nhá, đây là một khách hàng mà đang rất yêu quý bên xe máy Hoàng Kiên và xem rất là nhiều năm rồi để bán cho Hoàng Kiên chiếc xe này. Đây là bạn là người thực tế nhất. Bán bao tiền con mượn luôn. Đây chị để chị và cộng anh em luôn. Sơn zin máy zin đấy 2014, có anh em nào quan tâm không ạ? Em ơi cho chị một vòng đi. Đấy, dân chơi sóng gió sân chơi nhá. Đấy, làm quả ốc. Rồi, GP trắng xanh đấy 2014, tem mác anh em vào quả độ led này. Đây là bạn sóng gió luôn trên live đang comment luôn đây, đang thực tế luôn đấy ạ. Không anh em lại bảo em là làm chòe mới lại diễn. Anh em ốc này vào ốc này, mỗi một ốc này 25k. Đấy. Bạn này cũng hơi ăn chơi đấy. Đây, tất cả những ốc này, mỗi ốc này là 25k này mọi người này. Đây, ốc này là ốc độ anh em nhá. Vào cái này là độ này. Tem mác còn nguyên zin theo xe. Đời sản xuất năm 2014 cho em. Vâng ạ. Rồi, hiện tại xe vẫn đang nổ anh em nhá. Xe khách hàng vẫn đang đi bình thường. Vâng ạ. Đấy, biển 17. Em nói đấy từ 17 Thái Bình giúp con. 17B5-11279 đây ạ. Máy em nó vẫn nổ. Đó. Các bác yên tâm. Khi các bác sử dụng dịch vụ tại nhà con là nhà con cam kết. Rồi, an ninh chọn đời xe luôn đấy ạ. 2014 hiện tại là xe toàn bộ còn nguyên zin anh em ạ. Zin là toàn bộ zin, máy móc zin anh em nhá. Nhưng đặc biệt là đây nó nốt cả bên này nữa, độ quả ốc này nhiều tiền phết em sóng gió nhỉ. Đây được cái độ sần rất là đẹp này, cái sần này, cái tem mát vẫn còn nguyên zin này, ốc này đấy đúng. Cho chị Dung hỏi có phải là đúng 25.000 một con ốc này không em? Đây bô bèo vẫn còn nguyên zin nhá. Đây ốc này anh em vào độ này. Đấy.
sóng gió còn trên line này ông em ơi, hiện tại là bên em mua với em sóng gió này là 11 triệu. Đấy, chuẩn chỉ anh em nhá, máy zin, sơn zin. Những cái ốc mà anh em vào đây, thay nốt cho chị cái mặt trên. Đây là chú sóng gió rất là anh chơi cũng độ nhấp nháy màu vào kiểu là vào cái đèn ấy, vào cái đèn ở trong là nó chụp nó sáng lên thôi, không vấn đề gì cả. Được cái máy còn zin, sơn còn zin, được cái đồ rất là đẹp. Đây. Em mới đi giữ gìn anh em vào quả led thôi, hai quả mắt led thôi. Đây. Xe này nhà con chưa kịp rửa dọn gì luôn vừa nha. Vừa về đúng đấy, anh vừa em về luôn ạ. Cho mình xem ảnh 82 127 triệu anh Đỗ Hùng Trọng. Tuyệt vời anh ạ, xe đấy em khẳng định anh là xe đấy không có đâu. Các bác muốn, các bác trên TikTok nhá, các bác muốn liên hệ số hotline nhà con này, các bác có thể bấm vào avatar này. Đây số hotline nhà con để ngay không đây nha. Lấy nguyên cái này. Các bác Avalo thì bên online sẽ trả lời rất là nhanh cho các bác luôn ạ. Anh em về thay sơn tỉa cho em cái tay sách. Còn tất cả mọi thứ anh em để em sơn, em dọn qua xong đánh xi cho anh em thôi. Hiện tại là khách hàng đang đi mọi người nha, mà máy thì còn ngon lành cành đào. Tại sao là rút chìa khóa rồi vẫn nổ? Không tắt ạ? Rồi. Đấy. Mua của anh em đây vừa mua xong, mua thực tế là anh em nãy vào đây mua rồi là 11 triệu em mua của sóng gió. Con này thì cộng cho anh em 2 triệu rưỡi mọi người nhá. Thì 13 triệu rưỡi giúp con nha. Sơn zin, máy zin. Nó chỉ duy nhất cái biển 17 thôi anh em. Duy nhất cái biển 17 thì nó sẽ hạ so với giá trị của xe. Đời là đời chót rồi, đời 2014, form dáng đẹp anh em nhá. Form dáng đẹp, màu này là màu trắng xanh, đời chót đời cuối cùng, xong bắt đầu lên X-Size 150 đấy ạ. Vâng. Em đi ít mà giữ lắm, ai lấy thì quá yên tâm. Cảm ơn em rất là nhiều đã chia sẻ cho chị. Thực tế nhất đây anh em ạ. Nhiều khi anh em cứ bảo là làm hàng làm họ, nhưng đây nó là thực tế rồi. Bọn em mua bán nó là chuẩn chỉ rồi, cộng bao nhiêu em nói luôn, đúng không ạ? Đi buôn thì phải có lời, không lời thì buôn làm gì, đúng không anh em? Đây nó là thực tế rồi, bọn em cứ nói là thực tế, tất cả mọi thứ đều là thực tế hết. Mua 11 triệu của em sóng gió này đây, tất cả anh em cứ hỏi luôn em sóng gió luôn, đúng không em? Mua 11 triệu anh em cộng 2 triệu rưỡi cho em mọi người nhá. Hiện tại em sẽ 3 triệu rưỡi cho các bác một dọn em đánh xi cho anh em bao. Tay sách này mất 70. Đấy, được cái máy con này ngon lắm. Em nói biển 17B5 11279. Các bác nào hoặc là các bạn thanh niên, đặc biệt là các bạn thanh niên đang tìm hiểu một em Exciter 135. Đó. Đi một vài năm để mình thỏa mãn đam mê thì có thể lựa chọn em này giúp con nhá. Nhiều khi có tiền mà mua được những chiếc xe mà ưng ý mình cũng không dễ. Nhưng mà đây nó là thực tế nhất anh em ạ. Cho anh liên hệ trực tiếp với số hotline bên em đi anh Hồng Trọng nhá. Chú Văn Trung ấy. Đẹp đấy anh em ạ. Chỉ là em này biển tỉnh hoặc là các bác nào mà đang sinh sống làm việc tại Hà Nội cũng tùy sở thích các bác nha. Nhà con không hề phân biệt vùng miền hay gì đâu ạ. Không phân biệt gì đâu anh em. Nhà con cũng là ở Hà Nam thôi mà các bác. Đây là em nói là nó chỉ có hơn nhau ở cái biển tỉnh thôi. Biển Hà Nội thì nó sẽ cao tiền hơn vì thuế nó đắt hơn. Còn biển tỉnh thì nó sẽ rẻ hơn so với bình thường. Cái đấy nó là bình thường, anh em đừng phân biệt vùng miền làm gì. Kể cả là đâu cũng thế thôi. Đâu cũng có người nọ người kia, kể cả Hà Nội, kể cả ở đâu cũng vậy. Tỉnh nhiều khi còn sống OFK hơn là đấy chứ. Vâng ạ. Thôi em nói chung vậy thôi anh em nhá. 13 triệu 500 nghìn con xe đấy em thấy là rất là tuyệt vời. Anh em nào mà sở hữu lại được của bạn sóng gió thì nhờ lộc bạn ấy để lại cho anh em con xe đấy, là em thấy không là rất là ok. Chị Khánh Linh muốn mua xe nào biển Hà Nam ấy chị nhỏ, nhà mình còn quay thái 110 không cô nhỏ? Không còn nhà cháu hết mất rồi bác sĩ ạ. Chú Trần Anh Tuấn, chú ơi cháu không biết là chú đang gặp vấn đề gì, chú có thể feedback lại cho nhà cháu nha, để cháu hiểu tìm hiểu lại vấn đề. Cháu rất xin lỗi chú vì trải nghiệm không vui ạ, mong là chú có thể thông cảm hoan hỉ. Đây lead này, mình lên lead đi cô nha. Rồi. Lead màu đỏ đô 214 giúp con nha. Đó. Phải chăng là nhiều chị mẹ kiểu cũng phải là đây là cái dáng rất này nó hơi bị ninja lead một chút. Nhưng mà đổi lại là cái dáng nó rất là tình yêu thương giúp con, màu đỏ đô này. Các bác nào mà các mẹ, các chị mệnh hỏa, mệnh thổ đi nó bao hợp luôn ạ. Các bác để ý độ sần của nó này. Còn rất là đẹp luôn giúp con nha. Đời 214 giúp con với ạ. Đây là bản vành gồ chân chống điện cho anh em nhé mọi người nhé. Em này 12 nhá, con đọc nhầm đấy ạ. Các bác có thể nhìn ngoài nhựa này, nó rất là đẹp. Kim tầm 15 triệu em có anh em ạ. Đây là bản vành gồ chân chống điện màu đỏ được ba sạch sẽ ngon lành rồi anh em ạ. Đây máy móc thì còn anh em nhá, biển thì biển Hà Nội.
Đấy, tay sách thì có được bán tỉa, có spa sơn nhựa anh em nhé. À, Oppo cũng có được vào, chúng ta là vào thì bình thường là Oppo đấy anh em biết rồi, hay bị vỡ một bên này, hay bị quệt một bên này, tại vì dòng xe ga ấy không thể tránh được đâu ạ. Đây một vòng cho chị màu đỏ cho các anh chị, cho các chị em mệnh thổ mệnh hỏa nha mọi người nhá. Biển số là 29X5 11769. Từ từ đã. 11769 đây rồi, để cho anh em 13 triệu. Chú có thể quay lại cho con lộ sần này, rất là đẹp luôn nha. 200.000. Các mẹ chỉ việc mua về và đi thôi, không cần phải lo mình sửa soạn gì nữa, tại vì 13.200.000 đời 2012 nhé mọi người nha, bản vành gỗ chân chống điện, bản tem chuột đời chót đấy ạ, đời cuối cùng. 13.200.000 sạch sẽ ngon lành cành đào hết rồi anh em ạ, được cái độ sần rất là đẹp. Em ơi nổ chị nốt cái độ sần này cái. Quay lột tẩy cái độ chỗ đẹp. Thực ra là xe thì không thiếu, quan trọng là anh em mua cùng đời như thế này nhưng mà mình chọn được những xe ưng ý, đẹp, hàng chất lượng cao, với lại uy tín. Bảo bên có bên anh có anh em có chế độ bảo hành. Đấy, có thể hỗ trợ sang tên đổi chủ, có thể hỗ trợ cho anh em đổi các bình thường mọi người nhá. 13.200.000 cho em ạ, 2012. Ngon anh em ạ, xe ngon. Thưa chị Bảy ơi, nhà em có SH Việt 125/2020 đấy chị ạ. Nếu mà chị muốn tư vấn rõ hơn này, muốn xem rõ hình ảnh hơn, có thể liên hệ số hotline giúp em nha. Nhà mình có WayS không? Nhà mình WayS thì không còn con nào rồi anh em ạ. WayS hiện tại nhà em đang hết mất rồi. Em ơi, anh à, con đây chất lượng anh ạ, bản vành gỗ chân chống điện đấy. Anh à, vâng ạ. Hả? Đây rồi. Vision anh em nhá, Vision bản xi măng 2000 cây. Thực ra những dòng xe này thì anh em biết rồi, mùa mới nó cao, lướt lát thì nó cũng không bị lỗ nhiều. Đúng không ạ? Bản này là bản Sporty anh em nhá. Màu thể thao rất là nhiều anh chị em chuộng những cái màu màu gì? Màu xi măng. Xám xi măng anh em ạ. Xe siêu mới 2000 cây, lốp còn zin theo xe anh em nhớ ốc chủ của em này. Sơn chấm nhà sản xuất vẫn còn nguyên zin. Để em quay luôn cái lốp đây, bản 2024 cho em mọi người nhé. Tuần thứ 25 năm 2024, siêu mới 2000 cây. Rồi tiếp tục quay cái mặt trên cho chị. Cái quan trọng nhất là anh em nó là vào thực tế này. Tất cả là video trực tuyến, thực tế nhất cho anh em nào đang tìm mua những chiếc xe lướt. Chào các bác nha, đi được hơn 2000 cây. Và các bác để ý vừa nãy lốp nó còn rất là dày dặn đấy ạ. Từ cái độ sần của nó còn rất là đẹp nha. Yên áo này, chỉ đỏ thêu vẫn còn nguyên, tem mát. Đây là những cái dòng xe lướt dành cho các bác nào mà đang làm việc sinh sống tại Hà Nội này, thì mua một chiếc xe về đi luôn, không mất thời gian sang tên, có thể lựa chọn giúp cháu em này nha. Biển số là 29BH12422 đấy ạ. 40 triệu đồng ạ. 132 40 triệu đồng anh em ạ. Đáng nhẽ 40.500.000 nhưng mà thôi, nó cũng nhiều anh em bảo là thôi bây giờ xe mới nó hơn 40, anh em cố gắng cân đối bán cho nó hợp tình hợp lý để tiếp cận anh em tí cho nó nhẹ nhàng, không nhiều khi thì anh em cứ đọc cao quá mọi người. Đây đây em nói thật với anh em luôn, đây đây mọi người nhá, Vision đâu rồi, con Vision đấy đâu rồi? Vision 29BH12422 cho em mọi người nha. Vision này 29BH21422, 40 triệu, gọi là 40.500.000 đúng không ạ? Hiện tại là đề xuất là 40.500.000. Nhưng em vẫn phải giảm 500.000. Đăng ký tháng 9 năm 2024 mới được có bao nhiêu ngày đâu. Đây, lên có 3 triệu đồng. Em coi như là em cộng con này xem là có 2 triệu rưỡi. Đấy, anh em biết nó mỏng lắm, bọn 40 triệu, gần 40 triệu đồng ra. 2 triệu rưỡi chuẩn luôn anh em ạ. Mọi người nhá, 40 triệu đồng cho anh em một chiếc Vision bản 2024 chạy 2000 km. Anh em nào hoan hỉ, mình có thể biển tỉnh, mình có thể cân đối tìm mua những chiếc xe Vision cho con mình, con cháu mình đang học ở Hà Nội là ok. Tầm này thời điểm này là các con vừa vào đầu năm học đại học rồi. Đấy, bố mẹ đang tìm mua cho các con, nhiều khi rất là nhiều anh chị em đang tìm mua đấy ạ. Cũng là các bác nào hoan hỉ, các bác nào thích thì các bác sẽ ủng hộ nhà con nha. Vâng, cảm ơn các bác rất là nhiều đấy ạ. Xe Leaf vừa nãy nhà con bán ra là 13.2 cho bác Duy Anh nha. 13.200.000 bản vành gồ chân chống điện đời 2012. Đó, anh em cứ cần những cái dòng xe như thế nào mọi người cứ báo cho em. Vâng, với cả em con Cúp 82 giá thế nào? 127 triệu anh ạ, 127 triệu, xe xuất sắc, siêu xuất sắc luôn. Chắc là em nghĩ là các anh em đang tìm mua những dòng xe đấy, đang có tiền tìm mua nhưng không có nhiều đâu ạ. Em nói thật, anh em có thể một là anh em có thể là qua trực tiếp bên xe máy Hoàng Kiên, hai là anh em có thể bảo với các bạn nhân viên online gửi lại hình ảnh cho anh em coi lại một lần nữa.
đấy anh em. À, thực ra là hơn 100 triệu thì thôi, cứ mời anh em qua trực tiếp bên cửa hàng Hoàng Kiên. Thứ nhất là mình có thể tham khảo bên Hoàng Kiên buôn bán thế nào, hoặc là anh em có thể đến trực tiếp để chiêm ngưỡng chiếc xe 127 triệu nó thế ra sao. Đấy, xe thì vài chục triệu thì bên em nhiều rồi, còn hơn 100 triệu thì thực ra là hiện tại chỉ có một con duy nhất thôi. Dạ vâng ạ. Vâng, một chiếc xe Vision vừa nãy nhà con bán ra là 40 triệu nha các bác ơi. Nó cũng hơi cao một chút nhưng các bác thông cảm. Xe cũng rất là mới, Vision mới đăng ký là tháng 9/2024, đi được có hơn 2.000 cây thôi ạ. Biển Hà Nội, bác nào đang làm việc và sinh sống tại Hà Nội không muốn mất thời gian đi đăng ký có thể lựa chọn em đấy giúp con nha, các bác hoan hỉ giúp con với ạ. Thực ra là em nói thật, cộng đây nó là cộng, đây là cộng trước mắt anh em. Em cộng có 2 triệu với 2 triệu rưỡi, anh em cứ nghĩ là nó là cao, nhưng mà thực tế nếu anh em cứ nhìn những cửa hàng khác hoặc những anh em nào bán khác, mọi người không nói thực tế giá ra đâu. Ví dụ như 40 triệu người ta chỉ nói là 39XX đúng không ạ, thì người ta lấy 39.990.000 nó cũng là 39XX. Nhưng mà bên em thì không, bên em nói bán bao nhiêu bọn em nói luôn bấy nhiêu, không quan trọng đâu ạ. Dạ vâng. Dạ vâng. Chú Quang Thảo ở nhà cháu có hỗ trợ trả góp nha. Qua thì anh có thể tham khảo, mà quan trọng là xe đi ít đi nhiều, cùng một đời đấy có thể là lên hơn 40 triệu có, cùng một đời đấy có thể 38 triệu có anh nhá. Người ta đi ít đi nhiều, anh đừng, mình thực ra là mình cũng không nên là so sánh quá về vấn đề bản thân bọn em buôn bán, bọn em phải có một chút lời ở đấy ạ. Nên mong tất cả anh chị em nào, vâng, nên anh chị em nào đang tìm mua thì hoặc là đang có nhu cầu thì mọi người hoan hỉ giúp em. Vâng, chú Hiếu Lu hỏi là tài chính 30 triệu mua được xe nào đi làm ok ạ? AB đi anh, AB đúng không ạ? AB hoặc là Vision hoặc là SH có, SH nhập khẩu anh ạ. Dim có luôn anh ơi. Vâng, tiếp tục một em Wear XX cho các bác luôn nha. Đời 2018 giúp con ạ, các bạn thanh niên này hoặc các bác đi làm đi ăn, đi kiếm ra tiền về nhà đấy ạ. Rồi, em ơi cho chị một vòng đi. Một vòng một chiếc xe Way RX bản Tâm Nan. Gì nhỉ? Thanh Địa. Thì thẳng mất trí nhớ tạm thời. 2017 cho em mọi người nha. À sorry anh em 18. Vâng, 2018 bản tem mác vẫn còn nguyên zin ạ. Đây, ra máy vẫn còn nguyên cho em. Tại tem mác vẫn còn nguyên zin hết đấy. Hộp xích. Đây, tất cả mọi thứ là nguyên zin hết anh em nhé. Đời 2018 duy nhất là cái biển. Vâng ạ. Tỉnh thì nó sẽ khỏe hơn. 36 Sử Thanh giúp con nha. 36 Thành Nhà Hồ đấy ạ. 36B6 63519. Nhà con sẽ quay thật thật là chi tiết cho các bác này để các bác khi các bác chốt cọc xe. Quay quay rồi hết 36 mít 19 để cho độ sần của nó còn ok. Đó. Còn rất là đẹp. Các bạn thanh niên hoặc là các chú bác đi làm đi ăn văn phòng không muốn đầu tư quá nhiều cho một chiếc xe có thể lựa chọn giúp cháu chiếc xe đây. 14.800.000 anh em nhá. 14.800.000. Đấy, đi ăn đi làm Grab xe ôm. Là dòng những cái dòng xe này mà thứ nhất nó là thông dụng Honda. Đời 2018 để cho anh em 14.8 ạ. Máy còn nguyên zin, tem mác còn nguyên zin anh em nhé. Anh em nào đúng biển đúng tỉnh 36 thì mọi người có thể kết nối với em để làm con xe này về. Mà đang cần và có nhu cầu thì mua những dòng xe Way thì mọi người có thể kết nối. Còn anh em nào kể cả tỉnh cũng được, kể cả thành phố cũng được. Quan trọng là anh em đi tầm xe trên dưới chục triệu, anh em quan trọng cho em về chất xe. Còn là hình hài thì đấy, nó là chi tiết, nó là một vòng rồi như vậy đấy ạ. 2018, sơn zin máy zin. Anh em nhá, sơn zin máy zin, tất cả những sản phẩm hiện tại bọn em đang live stream trực tuyến. Những lời nói bọn em đưa ra nó là thực tế nhất. Còn sản phẩm, nó là sản phẩm thật anh em ạ. Dạ vâng. Rồi, vâng. Cảm ơn tất cả các bác đang xem live stream trên đây đây ạ. Rồi, tiếp tục anh em nhá, một chiếc xe Dream. Dream Việt Nam anh em ạ. Một em Dream Việt Nam cho cháu với ạ. 2011 anh em nhá. Dream Việt Nam 2011. Rồi em quay cho chị một vòng. Xe thì có được spa anh em nhá. Đây hiện tại là xe có được spa một tí này. Sorry. Từ. Đúng rồi. Đây. Cái này là nó cái cổng cái thủ này nó bắn tỉa, nó bắn tỉa. Meyer này cũng được bắn tỉa này. Máy còn máy zin rồi,
cái ga máy này cũng hơi bán bán tỉa hơi, tại vì đời 2011, 2013 không tránh được cái đời này đâu anh em ạ. Đây mọi người nhìn này, thường thì chắc là có lẽ là cái bên này nó cũng rôm như bên này, thành ra là anh em đã bắn tỉa bên cái ga máy bên này rồi, còn mang cá thì vẫn còn nguyên zin, hộp xích vẫn còn anh em nhé. Hộp xích này, hộp xích vẫn còn, năm sản xuất vẫn còn, bán vẫn còn luôn, thay nguyên cái chân ấy được không, chân gập này thôi, cụt thì còn nguyên zin anh em ạ. Cái tâm năng sau mai hơi sau còn được. Rồi biển thì biển Hà Nội anh em nhé, N từ Gia Lâm 29N1 2902 02003 giúp con. Đó, xe máy nhà con vẫn nổ đấy ạ. Ừ. 03 Dinh Việt đời 2010 nhỉ cô nhỉ? Ừ, 2011. 2011 giúp con. 2011. Chú thể quay cả mặt triệu. Ban thờ này. Còn đỏ luôn ạ. Hôm nay 27.800 anh em nhá, một chiếc xe Dream máy còn zin. Dam đôi da máy thì có được tỉa anh em nhá, đôi da máy được tỉa. À, đôi thụt trên này, đôi Mayer. Đấy, đôi thụt này là có được tỉa này. Mayer trên. Còn hiện tại là còn zin, máy còn dư nguyên zin đấy ạ. Công tơ chạy hơn 3 vạn. Em ơi quay luôn cho chị cái mặt trên này. Tay nắm vẫn còn nguyên anh em nhá. Tay nắm nguyên này. Sơn đây này còn nguyên. Sơn này là sơn từ mới luôn đấy ạ. Tại vì là bản thân bọn em về nhà vẫn chưa làm. Cái mặt trước này nó hơi bạc một tí theo thời gian không tránh được ạ. 27.800.000. Và anh em nào quan tâm cho em chiếc Dream 2011 máy còn zin này không ạ? Đi ăn đi làm Grab xe ôm chở hàng cái dòng này ok mà mọi người. Không, hoặc là các bác nào mà thích gym, đam mê gym có đây, thể lựa chọn giúp con cái dòng này luôn nha. Vâng. 27.800.000 thôi ạ. Mặt trên này thì zin anh em nhá. Mặt dưới này thì có được spa này. Đấy, cái gầm này là có spa luôn rồi này. Chị kiểm tra cho. Có spa anh em nhá, được cái tai nó cũng còn nguyên zin. Đấy, tai tiếp. Rồi, cũng quay luôn cái gầm lườn cho anh em luôn. Đây, cái nắp bình xăng nguyên. Em ơi, đây. Thì cái này thì nguyên này. Cái gầm trên này thì đã thay này. Đấy, đã được spa. Như kiểu là kiểu hơi rôm rôm một tí, chủ người ta đi người ta nhìn thấy ngứa mắt người ta thay. Vâng. Cũng bình thường thôi, không sao cả anh em ạ. Vâng ạ. Cái quan trọng là cốt lõi. Biển số là 29N1-02003 cho các bác nha. Vâng, giá 27.800.000 ạ. 27.800.000. Máy còn zin anh em ạ. Vâng. Máy đây anh em nghe tiếng máy. Rồi. Đây mình tiếp tục sang bên này đi cô ạ. Ở Xi 2023 đi chị. Xi 155 đúng không em? 155 hiện tại hôm nay Đức chắc là bên mâm hẹn anh em vào buổi sáng ngày mai đi. Sáng ngày mai em sẽ lên cho. À, có con Way S nào màu đen tầm giá 6 triệu biển 4 số không ạ? Anh Hùng hen. Way S tầm 6 triệu. Còn con nào của anh em ạ? Đây. Mời anh em uống nước nha mọi người nha. Xem livestream giúp con nha. Ờ, tiếp tục là một chiếc xe Dream anh em ạ. Cũng là Dream Việt Nam. Cho chị một vòng em ơi. Dream Việt Nam anh em nào quan tâm những dòng Dream đi ăn đi làm này. Vừa vừa tiền nhá mọi người nhá. Xe này thì đời 1999 cho em. Bản tem đỏ, tem lửa, tem đỏ này. Ra máy này. Càng bán hộp xích nguyên anh em nhá, vẫn còn nguyên. Thay nguyên cho em mỗi cái gập này thôi này. Tâm nan mấy lại Mayer vẫn còn nguyên, hộp xích vẫn còn, tem mác vẫn còn. Đời 1999 giờ nhìn tận bây giờ là vẫn còn này. Vâng. Rồi. Tiếp tục biển số 29K5-5261 ạ. Bô Gucci anh em nhá, Honda Gucci. Bao nhiêu, 29 bao nhiêu? 29K5-5261 cho các bạn. Vâng, 17.500.000. Trên này luôn ạ. 17 triệu 100.000. 500.000. Đời 1999. Đi ăn đi làm Grab xe ôm. Đấy, Dream nhà hiện tại đang có mặt tại Hoàng Kiên dưới 20 triệu anh em cân đối cho em nhé. Giá cũng không bình thường cho các bác nha. Nhà mình có Jupiter V204 xanh nha ông ạ. Còn con nào? Nhà cháu lại hết mất rồi chú ạ. 17.500.000 cho em mọi người nhá. Bản 1999 cho em. Anh em quan tâm cho em những dòng Dream Việt đời đầu máy Thái này. Nhiều anh em thích lắm. Bô là bô vòi. Đấy, máy thì cụt thịt anh em ạ. Đấy. Máy thì đây, đầu bò thì tóm lại đầu bò chạm. Nhưng được cái máy nó còn giữ được rất chất mộc của nó này anh em nhìn tem mát. Tóc bật ra nhỉ. Vâng. Đời 199 biển 2 biển số 29K5. Ui, quả này 261 ạ. Quả này anh em bắn tỉa hơi bị không ăn thua. Đây mọi người nhìn này. Thực ra là cái này là chắc là do anh em ấy để ấy thôi. Đây bình thường nhá mọi người nhá, nếu mà anh em mà muốn bắn tỉa cho nó đẹp ấy
thực ra là mọi người phải làm cái nền ráp này, mọi người ráp cái nền nó phải mịn thì mọi người bắn tỉa nó mới ok được. Đây là anh em làm cái nền nó không đẹp mọi người ạ. Đây thì khi mọi người nền không đẹp thì bắn tỉa nó sẽ bị sùi, trông rất là xấu. Đấy, hiện tại xe thì em mua nguyên trạng nó về, nguyên trạng nó như thế này. Đấy, còn nếu mà anh em thích thì bên em sẽ hỗ trợ bắn tỉa hiện tại. Có chưa anh em nào cọc thì em vẫn để nguyên mọi người nhá. Anh em mà lấy thì bên em có thể hỗ trợ cho anh em làm bắn tỉa cái đấy, chắc mất tầm khoảng đôi trăm rưỡi 300 đấy ạ. 17 triệu 500 nghìn. Zin Việt Nam đầy đầu 999 giúp con nha. Các bác nào ưa thích có thể liên hệ chốt cọc đấy ạ. Các bác con để trên bio. Tiếp tục cho một em rồi. Vẫn vừa nãy Vision nhám đây ạ. Bản Sport đời 2023 giúp con luôn nha. Chú để cho con xin một vòng đấy ạ. Đó, các bác để ý mặt pha kính đẹp này luôn giúp con nha. Đó, mặt xinh luôn ạ. Bản Sport Vision anh em ạ. Vision màu đen sần. Thực ra là các anh rất là thích những cái bản này, tại vì trông nó thể thao, nó vừa nam tính, nó vừa mạnh mẽ. Biển số 29G219472 giúp con. Tay sách có hơi sướt sát một chút, nhưng mà không sao đâu. Đấy, các bác nhìn không để ý đâu ạ. Sao em không nhìn thấy con này nhỉ anh em ở đây. 19472. Chú Văn Nhất ơi, chú có thể liên hệ số hotline nhà con để trên bio giúp con nha. Báo chị con này với. 19472 anh em nhá, bản 2023 cho em chạy được 4.300 km. Ôi, xe nó đẹp quá đi mất anh em ạ. Đấy, cao ráo, sạch đẹp, ngon lành cành đào, gương lực đầy đủ. Bản 2022 cho em một xíu em báo giá cho anh em luôn mọi người nhá. Anh em nào muốn dòng xe gì mọi người lại comment ở đây để cho cô cháu em lên cho dễ. Tại vì là trong cái thời gian mà chờ đời 1999-2000 anh ạ, đời biển ca rồi, 1999-2000 rồi. Nhà cháu cũng phải hô tô rồi chú Tuấn ạ, chú Vo bụng bẫm hỏi là S21 CBS rồi 2023-2022, biển Hà Nội bên mình giá sao ạ? Hơn 50 anh ạ, hơn 50 tùy xe. Xia, không có anh ơi, không có con Xia nào đâu. Chú lượng để bắn tỉa của cái lườn đấy thì nếu mà chú muốn có thể đầu tư khoảng đôi 300 thì 39 triệu. Làm lại phòng cà mít cho 39 mình. 39 triệu anh em. Mình sẽ đẹp hơn ạ. 2023, 4.000 cây, 39 triệu. Đấy anh em nhìn những dòng lướt lát cộng 2 triệu. Thực sự là bán ra là giá 39 triệu anh em nhá. 2023 cho em 4.300 km chuẩn chỉ luôn ạ. Đây là bên công tơ mét bên em chuẩn mọi người nhá, không phải quay cót đâu. Có xe quay nhưng mà đặc biệt con này thì không. Đấy, 2023 thực ra là để mà nói thì nhiều khi anh em với bản thân em cũng vậy. Thì mình cố gắng cân đối thôi. Cần xe thì mình có thể hỗ trợ mình mua giúp em. Còn nếu mà không cần thì ra những dòng xe này nó lướt nên làm ra là bán giá nó cũng bị chua chát, thành ra bọn em nhiều khi like nhiều khi cũng ngượng cái mồm lắm ấy, nhưng mà nhiều khi cũng bắt buộc phải mua. Không mua thì không có hàng. Đấy, khổ thế. Dạ vâng ạ, hiện tại là giá Vision con thấy là cũng ngượng ngượng cao cao đúng không? Cao cao. Cũng hơi nghiêng răng một chút. Thì các bác hết sức thông cảm giúp con nha. Với cả Vision là một dòng xe rất là giữ giá này. Các bác đi một vài năm các bác giữ gìn xe bán lại thì thực ra là cái mức độ khấu hao của nó giá nó rất là yêu đấy ạ. Các bác có thể cân đối giúp nhà con nha. 40 triệu đời 2023 24 rồi anh Hoài Đức ơi. Anh mua 2023 chạy ít km anh nhá. Đấy nếu mà AB. Vâng, có anh em nào quan tâm một chiếc SS bản 160 không ạ? Bản xi măng không ạ? Hôm vừa rồi thì lên 2-3 con bản xi măng 160, kể cả biển tỉnh, biển Hà Nội anh em đều quan tâm, đều ủng hộ Hoàng Kiên hết rồi. Và đặc biệt ngày hôm nay thì em lên cho anh em một chiếc xe cũng là bản xi măng anh em nhé. Cũng là vanh ABS ạ. Em cho chị xin một vòng đi. 160, xe chạy được có hơn 4.000 cây đây anh em nhé. 4.119 km. Anh em biết rồi, những dòng bản mới này, form mới rồi. Bên em chỉ có cam kết cho anh em là không đâm đụng đổ vỡ, không ngập nước hết dầu. Tất cả là sản phẩm bên em nó là chuẩn chỉ khi test ra, khi bán ra ngoài thị trường phải có độ. Khi các bác để ý cái tay phanh thì cử chọn nắm này nó vẫn còn rất là đẹp nha. Để quay giúp tròn một vòng.
em rồi. Này là SH160 đời 2023, được phanh luôn cả ABS, chống bo cứng, đi lại sẽ an toàn cho các bạn luôn đấy ạ. Kiểm tra xem là con là bao nhiêu. Em nói từ 37 quê bác giúp con này, 37L3 02619 ạ. Đây chú chờ cháu một chút nha. Em ơi, cháu ơi, chưa có giá. Có. À đâu rồi, rồi. Ok. 37L3 02619. 2023 160 tám đen. Đi ok. Đi được hơn 4100 cây cho các bác rồi, con mở cốp luôn nha. Đây. 89.500.000. Rút hồ sơ thoải mái anh em nhá. Hai chìa khóa. Vâng. Hai gương. Hai gương. Rút hồ sơ thoải mái hơn 4000 cây. Đây có anh em nào mà đang cân đối mà mua chiếc SH160 giờ đang cứ xong trăm xọ trơn trăm hơn 120 triệu. Anh em có thể cân đối cho em xe này nhưng mọi người nhá, đúng biển đúng tỉnh làm anh em sang tên rất là đơn giản. Còn nếu mà không đúng biển đúng tỉnh, chuyển tất cả các tỉnh thì bên em có thể hỗ trợ rút hồ sơ sang tên cho anh em mọi người nhá, để cho anh em là 89.500.000. Và anh em nào quan tâm không, còn vừa rồi có hai con đảm bảo với anh em nhá, riêng về máy móc về km là chuẩn. Em ơi, quay lại cho chị một vòng nữa cái mặt đầu hộ chị. Vâng ạ. Tiến ơi. Chủ tịch. Quay cho chị cái mặt đầu lại cho anh em lại giới thiệu lại một lần anh em nhé. 4.100 cây nó là chuẩn này mọi người nhìn này. Phí mộ em này. Này. Đấy, tay cầm này. Rồi, bên này tiếp này. Đấy, yên áo vẫn còn nguyên zin chắc nịch anh em nhé. Dạ vâng ạ. 89.500.000. Có thể rút hồ sơ, hỗ trợ bên em rút hồ sơ, tay sách còn nguyên zin. Biển thì biển 37 ạ. Đây em ơi, quay nốt cho chị cái nhà con có hỗ trợ cho các bác ship toàn quốc nha. Về chi phí các bác có thể quá là mới luôn đúng không? Rồi 89.500.000 rồi, ok tiếp tục nhập à em. Em đang nhập cho các bác nha. Em muốn anh. Vâng, bác nào thích em SH160 xám xi măng vừa nãy nhà con bán ra là 89.500.000 đấy ạ. Bác có thể liên hệ chốt cọc luôn giúp con. Bây giờ con xin phép được lên các bác một em vẫn là SH nhưng mà em này là nhập khẩu Ý nha, màu đỏ đô giúp con ạ, dành cho các bác nào mệnh hỏa mệnh thổ 2011 này. Mọi người ạ, 125. Em này là 125 nha chú Sinh ơi. Hai chú thể quay cho con xin một vòng em này nào. Vâng, 125 nhập khẩu đời 2011. Bản hai phanh đĩa nha anh em nhá. Bản này thì em có quay lại một hai lần lên video trực tuyến rồi đấy ạ. Có anh em nào quan tâm cho em thì mọi người đây. Anh em nhìn củ lắp đẹp không? Da máy còn nguyên zin, củ lắp anh em nhìn đẹp. Kéo từ đây xuống dưới kia nguyên này anh em nhìn. Đấy, tiếp tục biển thì biển đời 2010 đăng ký 2011 cho em, biển cũng tươi 78. Thôi ngày hôm nay em bán luôn cho anh em biển 78 luôn mọi người nhá. Đây biển 78 luôn, đít 78 luôn. Giá được. Tiền 78 luôn anh em ạ, màu đỏ đô đời 125. Tay sách thì có thực biển số 30M97820, nhà con bán ra cho các bác là 78 triệu luôn nha. Đây SH nhập giúp con đây ạ. 2-3 con nữa thôi nhá. Chắc nay đâu yên không? Áo còn đẹp. Đây các bác nào có nhu cầu hỏi về bất kỳ những dòng xe gì này có thể để lại comment tên xe, đời xe và giá thành xe giúp con nha, để con với cả cô Dung có thể tư vấn kỹ hơn cho các bác này ạ. Rồi, em này là bản 125 đấy ạ. Nhập khẩu thì nó vẫn là hàng đỉnh rồi anh em ạ. Cái quan trọng nhất là anh em thôi hơi tiếc con này nó là 125. Con này nếu mà nó là biển 150 thì nó ra vấn đề anh em ạ. Nhưng mà thôi anh em nào có quan tâm 125 mình có thể đi nhẹ nhàng, đi bình thường. Form dáng anh nhìn form dáng đẹp không? Quá là đẹp luôn. Một thời đấy ạ. Thực ra là ngày xưa em nhớ là lúc 2013-14 ước mơ kinh khủng. Chả bao giờ biết đời mình mua được cái chiếc SH mà 200 triệu. Chả bao giờ đời mình mua được. Nghĩ thời điểm đấy chả bao giờ đời mình mà mua được cả. Nhưng mà cũng không thể ngờ được là bây giờ nó có 78 triệu đồng thôi. Cho anh em thích một chiếc xe SH nhập khẩu 125 người nhá, màu đỏ đô dành cho các chị em anh em mệnh thổ mệnh hỏa cho em. Vâng, biển số là 30M97820. Vâng. Còn các bác nào mà đang hỏi về dòng xe cô này Winner X nhà con. Đây ạ, con xin phép lên một em này nha, bản màu bạc sần rất là đẹp đấy ạ.
Winner anh em ạ, một bản Winner màu bạc dần biển 19 Phú Thọ. Em ơi cho chị một vòng đi. Côn tay. Anh em nào thích những dòng côn tay thì mọi người cân đối nhé mọi người nhé. 40463. Em kiểm tra 29.500. 2022 anh em ạ, 29.500.000. Màu bạc dần anh em nhá. 29.500.000 chạy hơn 8.000 km. Vâng, màu bạc dần này. Đấy, đấy Caramel đã quay một chi tiết một vòng cho anh em rồi. Đây bản 2022. Xe vừa rửa xong, lốp còn zin theo xe anh em nhá. Đừng ra nhá, đừng vào số mà ra là cô veo phát cái tay là kiểm tra cái lốp luôn. Đây 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 em ơi. Lốp còn zin theo xe đây. Tuần thứ 30 năm 2022. Rồi. Biển 19 Phú Thọ cho em ạ. 19F1140463 giúp con ạ. Màu bạc sần đây, 29.500. ABS 8000 cây. Được mới không anh em nhỉ? Thôi nó là hàng đẹp anh em nhá. Côn tay 150. Mê luôn anh nghe đã. Nghe quay mạnh mạnh thú. Nghe gọi là đúng là gọi là quyền lực. Nghe anh Kiên nói là gì nhở? Cái gì mà em quên mất tên nó rồi nhỉ? Anh Kiên anh nói là kiểu tiếng kiểu là ma lực của đàn ông. Đúng kiểu là tiếng đàn ông đây, nghe nhìn. 29.500.000 anh em nhá, bản 2022. Cho em chạy được hơn 8.000 cây thôi. Cho bác nào mà thích bản côn tay này, cho bác mua đi một vài năm bán lại, nhà con vẫn ok nha. Ừ. Màu bạc sần rất là đẹp đấy ạ. Các bác anh nào mà trần đầu tư được em đấy không rất là có ok. Anh ạ, anh đang hỏi tìm mua những chiếc xe ấy size 110 đúng không? Form dáng 110 nhỏ gọn không có. Thực ra là đệ nhà em thì mấy anh em đang có một con thôi để đi thôi, chứ hiện tại là nhà không còn con nào. Thật sự ra những cái dòng đấy bây giờ. Thực ra chú những dòng xe này bây giờ ít lắm, không có nhiều đâu. Vâng ạ, chú Cường hỏi là nhà mình có xe Way nữ đi, giá sinh viên không ạ? Không biết là giá sinh viên của chú là như thế nào nhỉ? Anh vừa xem con lúc nãy 12 triệu ấy anh. Vâng ạ, đời 2008, 2009 đấy. Ờ, 12 triệu 500 thì phải 12 triệu. À, 12 mua, triệu. Mua 11 triệu 500 nghìn rồi, em cộng 1 triệu không rưỡi. Không phải mua 10 triệu 500 nghìn. Ừ, 10 triệu 500 nghìn rồi, cộng 1 triệu rưỡi thôi. Vâng. AB chú Cường thích thì có thể liên hệ số hotline giúp con nha. Đây, cho các bác một MO Vision đời 2023 đi ạ. Đó, hôm nay được lên cho các bác rất là nhiều, 2023, 2024. Màu đỏ đi được 6.000 cây giúp con, biển số rồi là 29B2 Ba Đình 27329. Tay sách còn đẹp nguyên này. Đó, các bác có thể để ý em nó da rẻ mịn màng. Các thứ máy móc còn rất là đẹp. Chỗ để chân các thứ 2023 33.500.000. Màu đỏ cho các chị em. Bản quá mắc cây mọi người nhá. Làm sản xuất luôn 2023 cho em ạ. Bản cái độ sần hoa này. Thực ra là nó Vision thì anh em biết nó cao, nó không nó lướt lát, hàng lướt lát nó cao, nó không rẻ. 33.500.000 cho em bản 2023. Chạy được hơn 6.000 cây mọi người nhá. Màu đỏ dành cho các chị em, các chị em, các anh em là mệnh thổ mệnh hỏa. Bán cho anh xe Vision ok anh tính trần. Anh ơi 335 cơ. Đấy, anh em nào phải quan tâm những cái dòng xe lướt thì mọi người quan tâm cho em. Còn nếu mà anh em mà cân đối những dòng xe vừa vừa tiền, trên 20, dưới 20 bên em hiện tại trong kho rất là nhiều. Đấy, trong kho nhiều lắm mọi người ạ. Giá dao động cứ tầm khoảng hơn 10 triệu trở lên là đã có Vision đẹp rồi. Dạ, Vision vâng cứng cáp rồi, để đẹp xuất sắc thì anh em phải lấy cho em tầm trên 2, trên 3 mọi người nhá. Ví dụ như con này nó là hàng xuất sắc rồi, hơn 6.000 cây. Nó là hàng lướt thì bên em đang bán ra với giá là 33.500.000. Đấy, có anh em nào quan tâm những dòng Vision bản 2023 này không ạ? Quay cốp chưa? Chưa đúng không? Chưa. Và đặc biệt là khi các bác mua Vision này, cái khấu hao từng năm đói của quá nó không hề cao nha. Lỗ không hề nhiều đâu ạ. Nên là tính ra là mỗi năm các bác đi giá sẽ rất là hợp lý thôi ạ. Rồi tiếp tục con chú kia Cường đi. Hỏi là xe Way khoảng 10 triệu nhà mình có không? Way Way 10 triệu á? Way 10 triệu em có, anh em có thể lấy RS, Way S, đời Way S đời
gù ấy, hoặc là VS cánh mỏng ấy, tầm dao động tầm 10 triệu mấy trăm thì các anh em cân đối. Không biết là chú Tuấn Vũ muốn xem 150 xám nào nhỉ? 160, con xi măng vừa xong là 160, 89 triệu 500, đúng không? Nếu mà xám vừa xong em like lấy là con đấy là 160 anh ạ, đời 2023. Chú hỏi còn không? Còn anh ơi, còn ạ. Vừa like xong mà anh có thể liên hệ trực tiếp với số hotline bên em để thêm những hình ảnh. Hoặc là các bạn nhân viên, các bạn sẽ là tư vấn lại một lần nữa cho anh nếu mà anh muốn chốt. Còn là nếu mà anh em mà đang gần, hoặc là gần một vài chục cây thì anh em có thể qua trực tiếp mà tham khảo bên xe máy Hoàng Kiên như thế nào. Đấy, về xe, bao nhiêu xe, rồi giá thành như thế nào, xe có thật hay không. Vâng. Anh em ở xa yên tâm đi, bên Hoàng Kiên nó là hàng uy tín và chất lượng rồi mọi người ạ. Vâng. Chú Thường á, chú hỏi là CBR 1000 nhà mình có không, không ạ? Không, không có đâu ạ. Nhà cháu không có mất rồi chú ạ. Về SH1 217 này, 125, giá sao? Hơn 60 một xíu anh em ạ. 2017 đúng không? Vâng ạ. Tầm khoảng 57, 58 triệu có xe rồi, 60 trên 60 là có xe anh nhá. Chú Giang... tùy xe. Vâng, chú Giang siêu thoáng hỏi là WayA 110 218 biển Hà Nội giá 13 triệu thì mình có không? WayA 18 à? Có đấy anh ạ. WayA... WayA 110. Có. WayA 110 để em kiểm tra xem 2018 anh nhận thức. Thích đời 2018 mà hay sao anh? WayA thì... không biết là chú Victory muốn mua tầm đời bao nhiêu nhỉ chú nhỉ? Tầm 14, 15 nhà cháu đã có SH rồi nhá. À nhà cháu có SH 14, 15 ạ. 2013, 2013 triệu là không còn con nào mà đời 2018 cả. Anh em có thể liên hệ trực tiếp với số online bên em để các bạn gửi lại cho. Rồi ạ. Các bác có nghe thấy gì không ạ? Mic nào? Bên nào? Bên TikTok cô ạ. Rồi chuẩn bị một chiếc xe nhập khẩu anh em nhá. Vâng. Đâu TikTok đâu? Bên nào? Thấy đâu? Cô để ý mic ạ. Còn mà rồi nhập khẩu anh em ạ, một chiếc xe nhập khẩu. Nhập khẩu SH nhập khẩu giúp con nha. Em này là bản 150 à cô? 2010 cho em. 2010 nhập khẩu đời bản 2 phanh đĩa màu trắng nha anh em nhá. Con giá này, con này thì em like cũng một vài lần rồi. Thôi ngày hôm nay em sẽ cố gắng em hạ giá cho anh em mọi người. Vâng, 7269. Biển số 30K67269 giúp con nha. SH 2010 màu trắng. Dòng này nó hơi kén khách một hôm chút. Vừa rồi thì đã xuống 62 triệu đồng rồi. Thôi ngày hôm nay thì em lại cân đối cho anh em nha. Em xuống 71 triệu ạ. Nhập khẩu bản 2 thanh đĩa này anh em này. 72 triệu. Hôm vừa rồi là bán ra 72. Mày làm chị giật cá mình. Làm giật cá mình anh em ạ. 125 anh em ạ. 125 màu trắng. Có anh em nào quan tâm mọi người nhá. 71 triệu, hôm vừa rồi là bán 72 thì cũng lên một vài lần rồi. Đấy. Máy móc thì còn rất là chất lượng. Để cho anh em 71 triệu đồng chiếc nhập khẩu đời 125 đời 2010 bạn. Hai phanh đĩa cho em. Anh Thanh Sơn, anh ơi con này là 71 triệu nha anh nhá. Tại vì là xe nếu mà anh em cả con này nữa hả em? Nếu mà dòng xe tầm khoảng 30-40 em cũng có, đời màu cà phê em cũng có, hơn 70 triệu em có, hơn 80 triệu em có anh em nhá, hơn 50, hơn 30 đều có luôn. Chú Victory hỏi là SH 2010 giá sao ạ? Nếu mà chú hỏi SH Việt thì nhà mình hết rồi nhỉ cô nhỉ? Nhập khẩu, cái đấy là 2010 là nhập khẩu, còn 2010 2 giờ lên mới có SH Việt Nam. À ra vậy. Đến 2000 SH đời này là 2012 bắt đầu hết. 2010 đây anh em ạ. Đời cà phê giá sao tùy anh ơi. Ví dụ như con cà phê này giá hợp lý này. Đây. Đây anh em ơi, 2008 đời cà phê này. Em quay nốt con này cho chị này. Một vòng cho chị, em xin phép xuống live mọi người nhá. Đang thấy hoa, đói hoa, hoa mắt này. 52 vâng. triệu đồng. Biển số là 30H32581 giúp con ạ. Đấy, đời cà phê đây. Anh Victory đây. Nhập giá hợp lý lắm anh em ạ. Tầm này thực ra là nhập thì anh em biết rồi. Nhập hơn 20 nhà em cũng có. Hơn 3 có, hơn 4 có, hơn 5 có, hơn 6, hơn 7 đều có anh em nhé. Đấy, riêng nhập khẩu nhà em thì rất là nhiều mệnh giá cho anh em lựa chọn. Mình có thể cân đối cho em. Con này em bán ra với giá là 52 triệu đồng ạ.
giá sẽ yêu hơn cho các bác phải ạ. Vâng, anh Trinh Phạm. Thực ra là những dòng đấy tập tiền đấy thì xác định luôn nó chặn đầu rồi. Cơ còn thôi, còn cơ còn thôi, còn đầu thì không tránh khỏi được đâu. Đấy. Đấy, máy giờ hiện tại là máy ngon, máy chắc. Mà em vẫn cứ bảo hành cho anh em đầy đủ. Thực ra là những dòng nhập khẩu ấy, hàng thì theo em được nhiều đánh giá của khách hàng là cái quan trọng nhất cái két nước. Đấy, nhiều khi là nó hay bị lỗi. Nhưng mà được cái là thôi, cái đời này thì xử lý hết rồi, ngon lành cảnh đào hết cho anh em rồi. Mọi người chỉ việc hốt và đi thôi, không cần quan tâm quá nhiều về máy móc đời này nữa. Máy móc đời này anh em cứ xác định cho em 2-3 năm không vấn đề gì. Mọi người cứ đổ xăng ngon lành cảnh đào cho em, thay dầu máy dầu láp là ok anh em nhé. Rồi chắc có lẽ là em xin phép đọc vài comment của anh em nào ở trên này. Hỏi Victory hỏi hơn 2 thì sao ạ? Hơn 2 có mà. Hôm vừa rồi em bán có hơn 20 triệu thôi, có 17 triệu mấy trăm ấy đời đầu tiên. Vâng. Nhưng mà chú có thể cái dòng đấy là hơi tốn xăng. Phải chia sẻ thật nó hơi tốn xăng đấy. Chú có thể liên hệ số hotline nếu mà chú thích nha chú nha. Đúng rồi ạ, nhà cháu ở 52 phố Chùa Hà, Cầu Giấy, Hà Nội. Nếu mà các bác có điều kiện ở gần xung quanh đây, có điều kiện qua có thể qua xem xe trực tiếp đấy ạ. Vâng, địa chỉ nhà em là trụ sở chính nhà em 52 Chùa Hà, Cầu Giấy, Hà Nội. Trong là khu vực vừa là kế toán, vừa là tiếp khách bên đấy. Còn khu vực bên nhà 62, 64 nữa. 62 là nhà em chuyên về bảo hành và tất cả những dòng xe hiện tại để từ tầng 1 lên đến tận tầng 5. Rất là nhiều những dòng xe đang chào đón tất cả anh chị em. Anh em nào đang có nhu cầu thì mọi người có thể comment hoặc là anh em có thể vào page để xem lại những chiếc xe mà em với lại bên xe máy Hoàng Kiên live stream trực tuyến mọi người nhé. Thẳng cổng chợ sang thì đấy là nhà 62. Còn là đi lên một xíu nữa, đây em quay cho chị cái biển vẫy nhà Hoàng Kiên luôn, luôn là màu xanh anh em ạ. Đấy, biển vẫy ngồi ở cửa, anh em có thể đi từ đầu nào sang cũng thế. Nếu mà đi từ đồng Cầu Giấy vào thì bên em nó là bên tay phải, đi từ đường Chùa Hà vào bên em nó là bên tay trái, đấy là ngược chiều. Thực ra là anh em cứ hay đi từ bên Cầu Giấy vào thì vẫn là bên tay phải anh em nhá. Đây là trụ sở chính bên em. Đấy, cửa hàng xe máy Hoàng Kiên, 52 Chùa Hà. Dạ vâng ạ. Vâng. Chú Táo, chú hỏi là sao giá con này so với con 2010 chênh nhau quá. Tại vì nó chênh nhau về chất máy và độ zin của máy. Nói chung về chất lượng máy nó sẽ khác nhau nha chú nha. Thì cái tiền chênh nó sẽ như vậy ạ. Nếu mà chú muốn kỹ hơn có thể liên hệ số hotline nhà cháu để trên bio đó. Rồi, chắc là có lẽ là cho phép em xin phép xuống live. Hẹn anh em vào buổi live ngày sau. Hôm nay live có cái vẻ nó hơi bị, nó bị oi hay sao, nó bị mệt ghê ấy. Em xin phép xuống sớm hơn bình thường một xíu mọi người nhá. Cảm ơn tất cả anh chị em rất là nhiều. Chúc anh em một buổi tối luôn vui vẻ, mạnh khỏe, tràn ngập yêu thương. Cảm ơn tất cả anh em đã luôn đồng hành cùng với xe máy Hoàng Kiên. Vâng, bye bye mọi người.